Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hồ Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây, nó là một chiếc xe hoàn toàn mới, một chiếc gọi là khủng long bạo chúa của nhà Hyundai mới được ra mắt thì đã có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Đây là phiên bản Hyundai Palisade 6 chỗ bản cao cấp Prestige. Thì trên chiếc Hyundai Palisade này hôm nay có những cái điều gì thú vị, những cái đặc điểm nào thú vị thì em cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu. Về đầu xe thì anh chị có thể thấy đầu xe của đầu chiếc xe này được trang bị với lưới tản nhiệt to bản dạng thác nước đúng, tạo cho chiếc xe một cái cách góc nhìn rất là thể thao và cá tính. Thiết kế mạnh mẽ kèm hàng loạt công nghệ cho phần đầu xe như là cản xe sơn bóng, có camera 360 độ, công nghệ Hyundai Smart Sense kiểm soát hành trình chủ động, rồi trang bị 4 cảm biến hỗ trợ tiến và đỗ xe. Đến phần hệ thống đèn của xe thì được trang bị với hệ thống đèn pha cốt full LED, công nghệ chiếu đó là chiếu qua bóng thấu kính projector cho chùm sáng hội tụ và rõ ràng. Cái công nghệ đèn này thì có thể điều chỉnh, đó là công nghệ đèn tự động bật tắt thông minh khi gặp xe đối diện, giải đèn LED định vị và xi nhan. Đây là giải đèn LED hình chữ xoay ngược hay gọi là chữ boomerang thì cho cảm giác thể thao và sang trọng. Đến với phần la răng thì trên phiên bản Palisade bản cao cấp này thì được trang bị với kích thước la răng đó là 20 inch, vâng, la răng to thể thao. Và trên phiên bản Exclusive thì được trang bị với kích thước đó là la răng 18 inch. Cùng đến phần gương chậu ngoài thì anh chị có thể thấy có xi nhan cũng là hình boomerang rất là thể thao, có tích hợp cam 360 độ và kèm công nghệ đó là cảnh báo điểm mù trên gương. Tay nắm cửa của xe thì đây là một chiếc xe trong phân khúc SUV hạng E, cho nên là tay nắm cửa nó có phần to bản và khỏe khoắn, phù hợp với cả cái cấu trúc của Palisade. Những cái đường ốp bậc chrome thì cũng được trang bị dọc thân xe, tạo cảm giác sang trọng và nhìn nó khá là đắt tiền. Đến với phần đuôi xe thì đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu full LED với 4 cảm biến hỗ trợ lùi và đỗ xe. Ở đây thì cũng được trang bị camera 360 độ, kèm cốp của xe thì được trang bị cốp điện thông minh, có tích hợp tính năng chống kẹt và nhớ vị trí cốp. Phần không gian thể tích cốp thì được trang bị với hàng ghế thứ ba gập 60-40. Khi mà mình gập xuống, anh chị có thể thấy tạo cho xe một cái không gian cốp hàng ghế thứ ba rất là rộng. Đó. Khoảng sáng trần xe cũng rất là cao. Đấy, giúp anh chị có những người có chiều cao tốt, mình có thể ngồi được rất là thoải mái khi mình ngồi trong chiếc xe này. Ở chiếc xe này thì cái công nghệ dẫn động thì hoàn toàn giống cả Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp. Đây là một chiếc xe được trang bị động cơ đó là 2.2 lít với trang bị turbo kèm công nghệ dẫn động hatchback thông minh do Hyundai phát triển. Chiếc Palisade này thì em nói qua một chút về giá. Khoan nói về vấn đề nội thất bên trong thì giá xe. Trên Palisade thì có 4 phiên bản. Phiên bản Exclusive 7 chỗ được trang bị. Em xin lỗi, Exclusive 7 chỗ thì được chào bán với giá đó là 1.469.000.000. Exclusive 6 chỗ thì được trang bị với mức giá là 1.479.000.000. Còn Hyundai Palisade bản cao cấp Prestige 7 chỗ thì được trang bị mức giá đó là 1.559.000.000. Và bản cao cấp 6 chỗ được trang bị mức giá, em xin lỗi, bản cao cấp 6 chỗ thì được chào bán mức giá là 1.589.000.000. Thì cùng em đến với phần nội thất bên trong xe.
Phần nội thất thì trên phiên bản cao cấp được trang bị với tông màu, đó là màu đen, và ghế là ghế da Napa màu đỏ da bò, cực kỳ là sang trọng. Và ghế của xe cũng rất là êm và có cái độ ôm người rất là tốt. Về công nghệ thì trên xe được trang bị những cái công nghệ, đó là nhớ ghế lái hai vị trí cho phiên bản cao cấp, rồi những cái nút bấm chỉnh gương, rồi chỉnh cửa lên xuống kính được mạ sờ rất là đầm, rất là chìm đó, sờ cảm giác rất là thích. Ở xe cũng được trang bị đó là phanh tay điện tử này, rồi trên chiếc vô lăng bọc da bốn chấu này thì sẽ được trang bị đó là lẫy chuẩn số vô lăng này, kèm công nghệ như đàm thoại chỉnh tay, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, ga tự động, cruise control, kiểm soát hành trình chủ động. Màn hình của xe thì được trang bị đâu đó là với kích thước lớn, đó là 12,3 inch. Cả màn hình giải trí trung tâm và màn hình đa thông tin. Trên cái bệ yên ngựa này thì cần số của xe thì cũng được trang bị, đó là cần số dạng nút bấm. Các công nghệ như là thông gió và sưởi cho thông gió làm mát và sưởi ấm cho hai hàng ghế phía trước. Và hai hàng ghế phía trước và hai hàng ghế phía sau. Em xin lỗi. Đó, hai ghế phía trước và hai hàng ghế phía sau. Chế độ lái của xe thì được trang bị với 4 chế độ lái là Eco, Sport, Smart và Comfort. 3 chế độ địa hình, đi tuyết rồi, đi đường sa mạc cát và đi đường sình lầy. Cam 360 độ thì công tắc ở đây. Điều hòa của xe thì được trang bị đó là điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đó, được trang bị 3 vùng độc lập. Đặc biệt hơn thì xe được trang bị ở phần cửa sổ trời, đó cửa sổ trời đôi, cửa sổ trời kép, đó phần. Và trần da của phiên bản cao cấp thì được trang bị đó là da lộn, đấy, rất là sang trọng và mịn. Chiếc xe này thì được trang bị với động cơ là 2.2 dầu 2.2 có công suất đó là rơi vào khoảng 201 mã lực cho mô men xoắn khoảng 440 Nm. Và hệ thống dẫn động của xe thì là hệ thống dẫn động 8 cấp AT. Cái loa trên, đặc biệt trên hệ thống giải trí âm thanh thì được trang bị loa Infinity với tổng số loa đó là 12 loa trên bản cao cấp. Sạc không dây cũng được trang bị. Và chúng ta cũng sẽ có thêm những cái hộc để đồ rất là tiện lợi. Ở các cổng sạc và những cái hệ thống lấy điện thì được trang bị khắp mọi nơi trên chiếc xe này. Nó rất là tiện lợi cho việc giải trí cũng như là lấy điện từ xe. Cùng đến với cả phần hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể thấy là hàng ghế thứ hai của xe hoàn toàn có một cái trải nghiệm rộng rãi hơn hẳn đàn em Santa Fe. Ở dưới hàng ghế thứ hai này thì sẽ được trang bị những cái phím bấm như là thông gió và làm mát ghế cho hàng ghế thứ hai, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cũng như là hệ thống lấy điện từ cổng sạc 12V công suất 180W. Thì trên những cái vành của ghế đằng trước này cũng đều được trang bị những cổng sạc USB phục vụ tính năng giải trí rất là tốt. Chúng ta cũng sẽ có những cái đèn nội thất, đèn trang trí ở trong xe, hộc để đồ, để nước rất là tiện lợi. Trên phiên bản 6 ghế này thì sẽ có một lối đi xuống dưới để cho hàng ghế thứ ba và có bệ tì tay. Đó, có cái tì tay cho hệ thống ở hàng ghế thứ hai rất là tiện lợi. Rèm che nắng cũng được trang bị cho phiên bản cao cấp. Loa thiết kế tinh tế, được mạ bạc rất là chi tiết. Đó, nội thất của xe không có gì phải chê cả. Cửa rất là dày anh chị nhé. Đèn trần cũng được tích hợp ở dưới này, đèn trần là đèn led rất là sáng á. Rồi hệ thống cửa gió điều hòa cũng được trang bị ở dưới này, tiện lợi cho quý anh chị. Về mức giá bán thì em vừa có chia sẻ qua là hiện tại bên em đang ký hợp đồng mở và trao đổi với khách hàng. Khi mà khách hàng đặt cọc xe thì bên em sẽ ưu tiên những khách hàng đặt cọc xe trước thì sẽ được thông báo lịch xe về trước cho quý khách hàng. Quý hàng quan tâm đến Hyundai Palisade thì có thể
đến đại lý Hyundai gần nhất cũng như có thể liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình để qua Hyundai Bắc Ninh xem xe và có nhiều trải nghiệm hơn. Thì đây là một chiếc xe mới về cho nên những cái thông tin em cập nhật thì có phần hạn chế. Mong quý khách hàng, quý anh chị thông cảm cho em. Em xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.